từ ngày 30 tháng 5 năm 2023 đến nay trên địa bàn phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, đã phát hiện hai con bò của hai hộ chăn nuôi thuộc tổ dân phố Ga và tổ dân phố Pha có các dấu hiệu của bệnh viêm da nổi cục. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thành phố, Ủy ban nhân dân phường Lương Sơn phối hợp với Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Thái Nguyên thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho kết quả dương tính với bệnh viêm da nổi cục nguyên nhân do người chăn nuôi chủ quan chưa thực hiện tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục cho vật nuôi cộng với thời tiết thay đổi làm giảm sức đề kháng của vật nuôi là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển để nhanh chóng khống chế xử lý rứt điểm các ổ dịch bệnh viêm da nổi cục không để tiếp tục phát sinh lây lan trên địa bàn ủy ban nhân dân thành phố sông công đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã phường khẩn trương thống kê ra soát tổng đàn châu bò trên địa bàn tổ chức triển khai tiêm phòng và tiêm phòng bổ sung vaccine viêm da nổi cục châu bò xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 khuyến cáo người chăn nuôi hạn chế chăn thả trâu, bò ở bãi chăn thả chung, tăng cường giám sát dịch bệnh nhằm kịp thời phát hiện ra súc mắc bệnh để có các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thực hiện ký cam kết với người chăn nuôi không giấu dịch, không bán chạy, không giết mổ, không mua bán, vứt xác ra súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh viêm da nổi cục ra ngoài môi trường.